một chút dậy chơi cho nó khỏe nha. Tí nữa rồi chị gấu với anh cún về chơi với con nhé. Chị gấu với anh cún đang đi bà ngoại, tí nữa về chơi với con nhé. Ngủ đi rồi mẹ đi chợ chở anh cún với chị gấu về nhé. Con ngủ đi, ngủ ngoan đi rồi để mẹ đi chợ anh cún với chị gấu về nhé. Giỏi lắm nha, đi ngoan lắm. Tí thích chơi với anh cún không? Mày chở anh chị về chơi con nhá. Tí giỏi lắm nhỉ. Cái móng tay móng chân nó dơ nè, chạy đi đâu đây? Cái này là chạy đi linh tinh chơi đúng không? Ngủ dậy đi rồi mẹ vệ sinh tay chân đấy nhá. Đẹp quá. Khoan, làm gì mà thức khuya ra mày ngủ kỹ đấy hả? Mày buồn ngủ sớm đấy. Con trốn mẹ đi chơi đúng không? Trốn mẹ đi chơi rồi hôm nay ngủ kỹ đúng không? Con lấy cái tay này ra ngủ chứ. Anh cún với chị đó về đây nhé. Đi ngủ nhé. Và đi lại vọng ngủ nhé. Đi lại vọng ngủ để mẹ dậy mẹ dọn một tí nhá. Mẹ dọn nhé. Yay! Tắm mai ngủ thích đi hả? Em!